thanh sóng. Đời Hùng Vương thứ 6, giặc Ân tràn vào xâm lược nước ta, đi đến đâu là đốt phá, chém giết đến đấy. Nhà vua rất lo ngại, sai sứ giả đi khắp nơi kén người tài phá giặc, cứu nước. Bấy giờ, ở làng Phủ Đồng, có người đàn bà lớn tuổi, không chồng. Một hôm, bà ra vườn cà, thấy dấu chân to lớn lạ thường, bèn ướm thử chân mình vào, từ đấy thụ thai. Sau 12 tháng thai nghén, bà sinh hạ một cậu con trai, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú. Bà đặt tên là Gióng. Gióng lên 3 tuổi mà vẫn không biết nói, suốt cả ngày mẹ đặt đâu ngồi đấy. Một hôm, sứ giả đi ngang qua làng, nghe tiếng loa kén người hiền tài cứu nước. Gióng bỗng nhỏm dậy nói, mẹ ơi, mẹ mời sứ giả vào đây cho con. Thấy con bỗng ngồi dậy nói, bà mừng quá, chạy ra đón sứ giả vào. Gióng dõng dạc nói, sứ giả, hãy mau về tâu với vua, đúc ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt, nón sắt, mang đến cho ta, ta sẽ đánh tan giặc Ân. Nhà vua liền lệnh cho xẻ núi lấy thêm sắt, chọn 1000 thợ rèn tài giỏi, ngày đêm đúc ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt và nón sắt cho Gióng. Dân làng bày tiệc, có 7 nong cơm với 3 nong cà để tiễn chân Gióng ra trận. Ăn loáng một cái đã xong, Gióng đứng dậy, vươn vai, người bỗng cao hơn một con sào. Vừa lúc đó, thợ rèn cũng khiêng ngựa sắt đến. Gióng đội nón sắt, mặc áo giáp sắt, Gióng cầm roi sắt, nhảy lên ngựa. Ngựa sắt hí một tiếng dài thét ra lửa, lao vút đi như một vệt lửa dài, đỏ cháy. Gióng phi ngựa vung roi sắt, xông vào đánh, giặc chết như ngả dạ. Bọn giặc chạy toán loạn, Gióng thúc ngựa đuổi theo. Roi sắt bị gãy, Gióng bèn nhổ những bụi tre bên đường làm vũ khí. Giặc tan vỡ, dẫm đạp lên nhau chạy thục mạng. Phá giặc xong, Gióng phi ngựa đến chân núi Sóc Sơn, rồi quay trào bốn phía quê hương. Cả người lẫn ngựa từ từ bay thẳng lên trời. Vua nhớ ơn người anh hùng nên lập đền thờ ngay ở Phủ Đồng và phong Gióng là Phủ Đồng Thiên Vương.